em có vô mồi xong rồi đó mọi người, rồi bây giờ đổ bộ ra nha. Đấy, thì bữa nay á nước nó lớn hôm qua nè mọi người thấy không, nó hơi khác hôm qua xíu nè. Đó là cái chỗ này hôm qua thì mình lội bộ ra thì nó đã khô hết rồi nè, hôm nay thì nước nó lớn hôm qua xíu nè mọi người. Nhưng mà mình câu nguyên một ngày á mọi người, mình có thể biết được cái con nước con cá nó ăn á mọi người. Thì thật sự ra như vậy nè, em đi câu bờ rất là nhiều mọi người. Cái này á, thường là em đi cả ngày nha mọi người. Thì cái chỗ nào cũng như vậy cho mọi người, em đi câu là em sẽ đi cả ngày. Thì để em coi con cá nó ăn con nước nào mọi người. Sau này á mình có đi câu mọi người, mình canh đúng cái con nước đó vô nó sẽ ăn nha. Nhiều khi có cá đó mọi người nhưng mà không đúng nước nó không ăn đâu nha mọi người. Thì biển ở chỗ này là nè, mùa này là chỉ có ở bên đây là nó êm nè mọi người. Đấy. Nó êm thì nó cũng không có êm hết đâu mọi người, nó êm thì cũng một mặt một góc rồi đó nha mọi người. Chứ nó không có êm mà nguyên một cái dãy này đâu. Tại vì gió bây giờ đang gió bắc từ bên hướng bắc nó thổi qua mọi người, thì cái mặt này nó có cái núi nè, nó khuất á thì nó sẽ êm nha. Thì bây giờ em sẽ tắt đem lội ra nha mọi người. Thì đi bữa nay nước lớn đi hơi khó nha. Nãy giờ cũng có mấy con cá nhái năng nha mọi người, nhưng mà không có, nó táp cũng cứng mồi luôn mà không có dính được nó nha. Cá nhái thì căn bản cũng khó dính luôn rồi. Dính mọi người. Con cá gì đó. Chắc cá hồng quá mọi người. Ồ cá hồng mọi người. Cá hồng, cá hồng, cá hồng. Ồ, mở quát con cá hồng cũng ok nha mọi người. Mới ra chút xíu chính con cá hồng rồi. Có cá nướng ăn rồi mọi người ơi. À đây em có cái bọc. Rồi mới ra xíu dính con cá hồng nè mọi người. Đây, mở màn một con nha mọi người. Bỏ nó vô bọc cái đó. Rồi. Rồi tạm thời cho nó nằm đây mọi người. Khóa cái máy lên miếng nha mọi người. Máy hơi nhẹ. Em có sợ là con cá nhái nào mọi người. Đó. Cá nhái nó ăn nữa đó mọi người. Con cá nhái. Dính mọi người. Dính thêm con cá hồng nữa rồi. Dính 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 một con nữa nha. Hai con nha mọi người. Vô sát bờ nó ăn luôn rồi. Hai bé, hai bé. Quá có lý mọi người. Wow, chà, hai con cá hồng rồi nha mọi người. Con cá mè đá bự không nè. Ui con này bự mọi người. Cá mè đá bự lắm nha. Ui chà. Con này mọi người bằng bằng tay luôn. Em thấy nó dí theo nãy giờ mọi người. Nhờ lấy câu thử á. Bự nha con này bự nha mọi người. Ui chà, cá mè đá bự quá.
Ngon nè mọi người, con này bự nha, để đây nha. Nó nguyên bầy luôn nha mọi người. Mình xả cái buồn ra chút xíu cho để nó ăn. Để nãy có con cá nhái bự nó ăn nữa đó mọi người mà không dính á. Ôi trời sảy nữa rồi mọi người ơi, con bự ghê sảy nữa rồi. Ui mấy con bự bự không à. Bây giờ bắt con cá lóc đi nướng nha mọi người. Đấy, bắt một con cá lóc đi nướng. Cái con này á mọi người nó thịt nó sát mọi người, nướng nó khác nha. Con này để em về. Còn đây em nướng con cá lóc bự ăn nha. Cá hồng vậy. Này, cá róc hay cá hồng cũng được mọi người. Đây, mình sẽ nướng con này nha. Tại vì cũng có một mình em á mọi người, cũng không có đi với ai á, em đi có một mình á nên em nướng không ít nè mọi người. Con nè, đủ ăn thôi. Nè, quét nó cái gì ấy. Rồi. Ở đây thì mình chụm củi cũng ít thôi mọi người, không có chụm nhiều. Nhiều cũng không có tốt, ở đây gừng nữa mọi người. Chủ yếu là mình lấy than thôi mọi người. Lấy than của cái cây tre này thôi nha. Lấy than cây tre này để mình nướng cá thôi. Ngồi đây nó cũng hơi khói mọi người, tại vì mình nướng lên trong đây cho nó an toàn mà. Nướng ngoài gió bạc tới bạc luôn, cái tàn nó bay tùm lum. Thì em tắt nha mọi người, tí nướng xong em sẽ quay nha. Thì nướng cái này lúc nào nó cũng khét cái da hết trơn nha mọi người. Mấy đường ngồi thôi nè, đang nướng cá nè. Nướng đây thì lúc nào nó cũng khét cái da hết rồi mọi người. Tại vì mình đâu có nướng than ấy được đâu. Đấy, thì chút xíu chín em sẽ mời mọi người cùng ăn với em nha. Thì bây giờ em tắt mọi người, đỡ sợ nó không đủ pin đó, còn cũng 40% mà mọi người, để chiều mình còn quay nữa nha. Thì cá bây giờ chín rồi nè mọi người ơi. Mọi người thấy nó đen thui vậy đó, chứ không có thịt bên trong không có sao nha mọi người.
cái da nó cũng vàng ươm như đó mọi người, nhưng mà không có ăn cái da da da. Đây để em lột qua cho mọi người cùng xem nha. Mình không có ngon gì bằng mà mình câu lên xong cái mình nướng ăn liền mọi người. Rất là ngon luôn nha. Em bóc luôn cái chỗ này nhìn cho nó đẹp nha. Đây là lúc mà em nướng xong rồi nè mọi người. Đấy. Mọi người thấy không? Thịt trắng hiếu luôn. Thì em mời tất cả mọi người cùng ăn cá với em nha. Thì nãy giờ câu cũng mệt rồi mọi người. Đây mọi người, mời tất cả mọi người nha. Cá rất là ngọt luôn mọi người. Cá mình câu lên nó còn tươi mọi người. Ăn rất là ngọt nha. Thì hôm nay em đi mọi người tới chiều mới về nha. Thì những bữa như vậy thì em sẽ kết hợp câu cá rồi mình dính con gì mình ăn luôn nha mọi người. Thì ăn xong em ngồi một tí nha mọi người, để nước nó lớn á. Mình lấy con mồi bóp cái ra mình câu nha. Này đem thêm tí muối nó chấm là xuất sắc lắm rồi. Thịt con này nó chắc lắm rồi ha. Dở khất à. Đây rồi, nửa bên nè. Thì bây giờ em nghỉ ngơi tí nha mọi người. Thì xong rồi mình sẽ đi câu tiếp nha. Ui xa. Nhái để con cành cành không mọi người ơi. Nè mọi người coi nè. Nhái con đây con nào nó khủng lồ không nha. Ăn biết nhiêu cái mới dính được một cái không mọi người. Nè con cá nhái nè. Ui xa. Con mình bành không. Đây. Dính hai ba lưỡi mới dính được nó đâu mọi người, nó nhảy dữ lắm nhảy nha. Giờ để em gỡ nó cả nha mọi người. Xem nha, đó. Cái nhái bự mọi người, cho nó vô đây bòi luôn. Thì bắt mình sao. Bữa giờ mới dính được con cá nhái bự luôn nè. Thì bữa nay thì chỉ có bao nhiêu đây thôi nha mọi người. Này, bữa nay thì được 4 con, một con cá nhái với một con cá mè đá. Với lại hai con cá hồng nha. Nhưng mà cá mè quịch có ăn đó nha mọi người. Nhưng mà nó không dính nha.
xui vậy chứ nó ăn một lần nó ăn trúng lưỡi rồi mọi người, nó ăn trúng lưỡi rồi nó gịch xuống rồi sảy, một lần nó táp cũng trúng mồi nhưng mà không trúng lưỡi nha, xui quá người. Thì bữa nay cũng hai con mèo quịch ăn nha, hai chỗ hai con ăn luôn á mọi người. Đấy, thì ngày mai á chắc em sẽ chèo súp ra đem vít nha, mai em đi vít với lại em ghép với cái bữa nay luôn thì cho nó nhiều cá cho mọi người xem nha, chứ để mà hôm nay thì nó ít quá mọi người. Thì bây giờ em đi vô chỗ cái xe để đi về mọi người, tí nước lớn khó chạy qua cái bậc kia lắm nha. Thì hẹn mọi người video tiếp theo của ngày mai nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha. Thì đây là ngày thứ ba nè câu nè mọi người. Thì hôm qua chỉ dính được có 4 con đó thôi nha mọi người, thì không có làm video nha. Thì em đợi bữa nay dính nó thì em ghép chung với ngày hôm qua luôn nha. Thì bình thường đó mọi người thì sẽ chạy qua được cái bậc này nè, rồi chạy tới cuối đường đằng kia rồi mình lội ra. Nhưng mà nước tí nữa mọi người, nó đổi nước nó lớn á thì mình phải đậu sang ở chân chỗ cái đường băng đó nha. Tại vì tí nước nó lớn lên á, mình không đậu sang ở đó là khỏi về luôn mọi người. Tại vì từ đây tới đêm đi khuya là nước nó chỉ bình 3 mét hoài mọi người, không có chạy qua được cái bậc đó nha. Thì bắt buộc phải lội xa nha, lội rất là xa nha mọi người. Thì đi câu cá mà phải chịu khó thôi. Với lại mùa sâu nó êm á mọi người, thì em sẽ ra cái mũi đó đó, mọi người thấy cái mũi ngoài cùng ngoài đó câu nha. Thì ngoài đó cá còn nhiều hơn nữa nha. Thì mấy hôm nay không có đánh vít bên đây nha mọi người, thì hôm nay em sẽ đánh vít thử nha, xem nó có ăn không nha. Bên đây toàn là đánh bóp với lua không mà chưa có đánh vít bữa nào hết nha. Nay qua thử vít bữa coi nó có ăn không, tại vì các loại quịch ăn hụt nhiều quá, đánh vít nó không ăn thôi chứ ăn đó là dính nha, ăn dễ dính hơn là đánh lua rồi đánh bóp nhiều. Đánh bóp nước ngoài đó cũng tạm mười mấy mét rồi. Câu so vít như vậy mọi người, cá nó ít ăn hơn là mình đánh.
đang đứng ở trên vách núi dít nha mọi người. Đỏ mọi người ơi, chính nó mú đỏ nha. Nhưng mà không có gì rộng sống hết mọi người ơi. Thấy con mú đỏ bự không? Này con mú đỏ nha mọi người, mú đỏ chấm xanh. Con này mà gọng sống bán tiền không? Mà rất tiếc không có gì để gọng hết mọi người. Thì lết lết đâu, mấy cái vách núi này đâu có gọng đâu mọi người. Trời, con mú đỏ, con mú hồng rồi, con này nó chưa có đỏ lắm. Cá bóp cá bóp nha mọi người. Ôi cá bóp, trời, bắt được con này nha mọi người. Cá bóp mọi người. Cái chị ghê quá, ủa cá bóp bự lắm. Cá bóp bự lắm mọi người. Giờ bắt sao nè mọi người. Có con lưỡi nè mọi người, cái lưỡi này nó cũng nhỏ nữa mọi người. Hồng dính nó qua mọi người. Trời đất rồi mọi người ơi.
này đứt hai con vít rồi nha mọi người. Trời ơi, cái chỗ này khó đi dữ lắm nha. Trời trời trời, cả nước của tôi trời. Đây nè, bây giờ em quay một khúc đi về cho mọi người coi nè. Không phải ai cũng đi qua đây câu được đâu nha mọi người. Đó, leo qua đây nè mọi người. Thấy không? Leo kìa. Dách nhỏ không á. Đấy mọi người coi nè. Đấy, ở dưới ra thẳm thấy không? Té xuống cái bịch cái là rồi đi luôn. Trời, xảy con cá chán quá, thôi cho em đi về luôn, nghỉ câu luôn mọi người. Chán quá. Đứt hai con vít để vít nước sâu rồi mọi người. Cái con vít dẹp này nó không ăn đâu. À mọi người qua một chỗ rồi nè mọi người. Đây nè. Đó. Cầm thêm hai cái này nữa nè. Nếu mà đi mình không á thì nói chung muốn leo cũng được đó mọi người, nhưng mà đồ đạc quá trời vậy. Đó mọi người nghĩ coi, rồi đi như vậy làm sao mà cầm thêm được cây khấu nữa mọi người. Cây khấu nó đâu phải nhỏ đâu, nó như cái cần câu vậy đó. Đó con cá bóp nó cũng hay bơi vòng vòng mấy cục đá bự này lắm nè mọi người. Nhưng mà cục đá bự này dục xuống là mất mồi nha. Đây cái chỗ này mới khó nè mọi người. Đấy, chỗ này cực kỳ khó qua luôn nha. Đó mọi người thấy không, chỗ này là đó, leo cái chỗ này nè, leo qua bên đó đó. Thì bây giờ cũng như nãy thôi, em tắt để em leo qua nha mọi người, chứ mở là leo hơi là nằm dưới luôn á đó. Đó bây giờ cũng qua đó mọi người. À, cái kẻ đó đó anh phải nhảy qua nha mọi người, chứ không ấy được đâu, không có bò qua được đâu, tại vì cái chỗ đó nó trơn lùi rồi. Theo quá chắc đi về đúng không mọi người. Em hết muốn cầu. Xảy cá em hết muốn cầu. Uổng quá. Về nằm suy nghĩ lại. Lúc nãy làm cách gì mà bắt được nó nha. Nãy có liều mọi người. Liều quá, thu đầu cần lại rồi. Rồi nắm dây. Nắm dây kéo nó lên chỗ cái bậc em đứng đó mọi người. Nhưng mà dễ gì mọi người ơi, nó nắm dây căng đó là nó chạy liền à. Tại vì từ lúc em kéo vô tới, từ lúc ăn tới lúc em kéo vô nó chưa chạy được ba cái nào mọi người. Con cá bóp này nó chuyên gia luôn mọi người, khi mà nó vô bờ đó nha. Cái thứ nhất là mọi người chụp nó sảy nè. Hai là mọi người để nó chạy tiếp á, là nó chạy cực kỳ mạnh luôn nha. Đó. Cái nước đề ba chạy đó là cực kỳ nó mạnh luôn đó mọi người. Mà không phải là nó lâu lâu nó mới chạy đâu nha, nó chạy hoài được hoài luôn á. Thì cái con hồi nãy mọi người mà có khấu là bắt được rồi. Có khấu là bắt cái một rồi mọi người. Tại nãy nó nổi lâu rồi. Nổi biết bao lâu luôn. Mà nó ăn cái lưỡi sát lắm mọi người, nó ngậm hết cái lưỡi nhỏ vô trong miệng luôn rồi. Em sợ đứt cái lưỡi nhỏ thôi, không ngờ nó nhất đứt cái dây siêu bền luôn nha mọi người. Mình không cũng không ngờ là cái dây siêu bền nó đứt luôn á. Nếu mà cái dây siêu bền nó không đứt là con cá đó vẫn còn cò cưa được nha mọi người. Xui là nó đứt rồi. Rồi bây giờ em lội vô trong cái nha mọi người. Chờ lội tới đây nè mọi người, thả con cá ra nó cũng chết nè. Thôi chắc em về sớm cho con cá mú đỏ này nó còn tươi nha mọi người. Cái gì mình còn ăn mình bán rẻ cho con khác còn được. Thì hai ngày câu thì cũng được bao nhiêu đây đó mọi người. Được 5 con nha. Có một con cá bóp lớn, con đó thì em đoán phải là hơn chục ký nha mọi người. Nó bự hơn con cá nó bự hơn cái con cá cá thu hôm trước em câu rất là nhiều luôn nha. Nè mọi người thấy có mú đỏ không? Đây, nè mọi người.
người coi ngắm mú đỏ nè. Đấy, bây giờ thì về cho nó còn tươi nha mọi người. Có gì người ta có mua về người ta ăn sống thì còn được nha mọi người. Nó vừa mới chết nó luôn mọi người. Hồi nãy nó còn dãy dãy nha. Bây giờ nó chết luôn rồi, hết dãy rồi. Thì sau hôm nay á mọi người, thì chắc phải qua Tết đó mọi người. Đấy, thì em mới có thể làm video lại được cho mọi người cùng xem nha. Thì mọi người thấy em lâu la video á, thì mọi người thông cảm giúp em nha mọi người. Vì nhà em có chuyện á mọi người. Con bé nhỏ nhà lớn nhà em á, nó bị bệnh nha mọi người. Thì bây giờ phải vô trong Sài Gòn để khám bệnh cho nó. Thì nếu mà nó may mắn á mọi người, thì nó không có gì nữa, thì em sẽ quay ra lại đảo nha, để em tiếp tục làm video gửi đến tất cả mọi người, cũng như là ăn Tết ở ngoài công đảo luôn nha mọi người. Thì cũng rất mong là mọi chuyện suôn sẻ nha mọi người. Thì nếu mà có em không có ai được video thì mọi người cũng ủng hộ em nha mọi người. Thì qua Tết em vẫn sẽ cố gắng làm nhiều video hơn nha. Thì bây giờ em đi về nha mọi người. Thì em xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video sau của em ạ.